lại xuất hiện võ sĩ truyền điện như tấu hài khiến giới võ thuật ngán ngẩm. Chỉ cần vài ba động tác nhấc tay, vị võ sư Thái cực ở Trung Quốc đã khiến đối phương vừa chạm vào mình đã lập tức ngã văng ra xa. Đoạn clip được đăng tải trên một diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc, nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận và chia sẻ rộng rãi từ những người yêu võ thuật. Dưới sự chứng kiến của rất đông khán giả, một vị võ sư được cho là môn phái Thái cực quyền đã thị phạm võ công truyền điện khiến nhiều người phải giật mình theo đó người được để kiểm chứng loại võ truyền điện của võ sư thái cực là một thanh niên còn khá trẻ mới đầu thanh niên kia lao vào vung tay vừa mới chạm vào người võ sư thì đã bị hất văng ra xa điều đáng nói vị võ sư hầu như không dùng hết lực để tác động vào người anh thanh niên kia chưa dừng lại ở đó tình huống tiếp theo càng ảo diệu hơn khi võ sư thái cực chỉ cần đưa tay lên xoa nhẹ một cái thì lập tức người anh thanh niên trẻ đã bị văng ra xa và quay tròn đến bốn vòng để chứng minh khả năng siêu phàm của mình võ sư thái cực đứng khoảng cách xa hơn nửa mét dùng nội lực điều khiển chàng thanh niên lập tức ngã nhào theo hướng tay của ông suốt màn thị phạm võ thuật vị võ sư trung quốc hầu như không đụng chạm nhiều vào người cậu thanh niên trẻ nhiều người chứng kiến tại hiện trường tỏ ra khá ngạc nhiên trước loại võ công truyền điện của vị võ sư Trung Quốc. Đoạn clip đã lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi động trong giới võ thuật Trung Quốc. Đa số ý kiến đều nghi ngờ khả năng của vị võ sư Thái cực này. Một người có tài khoản là Tranh Long nói rằng: "Võ thuật truyền thống Trung Quốc đã bị hủy hoại bởi những cá nhân này." Diễn xuất rất tuyệt vời nhưng có nhiều người lại tin đó là sự thật. Một người khác lại để lại bình luận rằng: Tôi nhận thấy chàng trai áo đỏ võ công rất cao cường, phối hợp ăn ý. Ông võ sư này có lẽ là sư phụ của Diêm Phương Trăng. Chỉ cần dùng công phu đó thật mạnh mẽ để đánh rơi được những chiếc lá ở phía sau thì tôi hoàn toàn tin đó là sự thật. Đánh nhau túi bụi kiểu võ trợ, môn đồ Vịnh Xuân Quyền bất ngờ hạ đo ván võ sĩ tán thủ. Một kịch bản bất ngờ đã xảy ra tại làng võ thuật Trung Quốc và người chiến thắng thuộc về võ sĩ Vịnh Xuân Quyền. Trong những năm gần đây, làng võ Trung Quốc chứng kiến rất nhiều các võ sư cổ truyền, đặc biệt là Vịnh Xuân Quyền để thua mối mặt trên sàn đài. Nhưng kết quả này phần nào làm ảnh hưởng tới danh tiếng của phái Vịnh Xuân Quyền trong giới võ thuật Trung Hoa. Song mới đây, một diễn đàn võ thuật Trung Quốc đã đăng tải lại đoạn video về trận tỷ thí có kết cục ngược lại. Khi môn đồ phái Vịnh Xuân bất ngờ hạ knock out một võ sĩ tán thủ, tất nhiên cả hai võ sĩ này đều là người tập võ phong trào chứ không phải là tay đấm chuyên nghiệp. Hai võ sĩ đánh theo luật kickboxing có mang mũ, riêng võ sĩ Vịnh Xuân không mang găng. Võ sĩ sẽ không được ra đòn khi đối thủ đã ngã xuống sàn. Môn đồ Vịnh Xuân phòng thủ theo lối đặc trưng của môn phái, nhưng anh chàng này lại ra đòn theo kiểu võ trợ không mang dáng dấp của một võ sĩ nhà nghề. Trong khi đó, võ sĩ tán thủ cũng tỏ ra khá non nớt. Võ sĩ này cũng ra đòn không hiệu quả và còn bị lép vế trước môn đồ phái Vịnh Xuân. Sau màn đánh lộn của hai bên, trận đấu đã khép lại với chiến thắng thuộc về môn đồ phái Vịnh Xuân quyền sau khi anh này đánh ngã đối phương và khiến đối thủ bị đau không thể tiếp tục thi đấu. Khá nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc đã chia sẻ video về trận đấu, một số người cho rằng Vịnh Xuân quyền là môn võ có thể dùng để thi đấu nếu các võ sĩ tập luyện bài bản và nghiêm túc. Tuy nhiên, khá nhiều ý kiến cho rằng đây là cuộc chiến của hai võ sĩ nghiệp dư có trình độ và kinh nghiệm rất hạn chế nên trận đấu không mang nhiều tính chất chuyên môn. Hai võ sĩ già đánh nhau túi bụi khiến làng võ Thái Lan dậy sóng. Trận tỷ thí này đã gây ra nhiều tranh cãi trong làng võ thuật ở Thái Lan. Mới đây, một diễn đàn võ thuật tại Thái Lan đã đăng tải lại đoạn video về trận đấu gây tranh cãi của hai lão võ sư đã rất cao tuổi. Được biết hai nhân vật chính đều từng tập qua các môn võ phong trào, chứ thời trẻ không phải là các võ sĩ chuyên nghiệp, danh tính của hai người hiện chưa được làm rõ. Hai lão võ sĩ đánh theo luật kích sinh trước sự cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt của khá đông khán giả. Trận đấu diễn ra quyết liệt khi hai bên thi nhau ăn miếng trả miếng, sau ba hiệp đấu mà không ai bị hạ nông ao chiến thắng chung cuộc đã thuộc về ông lão mang trang phục quần xanh. Do phấn khích vì giành chiến thắng, ông còn nằm xuống sàn để chống đẩy dưới sự cổ vũ của khán giả. Trận đấu này lập tức thu hút sự chú ý từ cư dân mạng Thái Lan và để lại không ít tranh cãi. Khá nhiều người hâm mộ võ thuật dành lời khen ngợi cho hai lão võ sư vì tinh thần chiến đấu quả cảm. Song ngược lại, nhiều ý kiến khác lại chỉ trích hai lão võ sĩ lẫn ban tổ chức và cho rằng những trận thượng đài không nên diễn ra. Hai võ sĩ già có thể lực tốt và tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời, họ có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ rèn luyện thể thao. Không dễ để các võ sĩ cao tuổi như vậy trụ lại được đến 3 hiệp, sức bền và tinh thần thượng võ của họ là rất tốt. Họ đã già rồi nên nghỉ ngơi thay vì lên đài, tuổi cao xương giòn dễ gãy, nhỡ có chấn thương ai sẽ chịu trách nhiệm? Ban tổ chức không nên để các võ sĩ cao tuổi như vậy thi đấu bởi tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, những trận đấu như vậy cũng chẳng có giá trị về mặt chuyên môn. Dại dột đến tận lò võ thách đấu, cao thủ thanh niên nhận ngay 6 cú đấm sấp mặt. Chỉ vài đòn đấm cơ bản, huấn luyện viên của một lò boxing đã khiến kẻ thách thức nhận một bài học nhớ đời đoạn clip do một kênh võ thuật đăng tải với nội dung mô tả cuộc đối đầu bất đắc dĩ giữa một huấn luyện viên quyền anh đấm hạ kẻ dại dột tìm đến muốn thử tài lò đào tạo boxing nằm ở tiểu bang kansas của mỹ là nơi diễn ra trận đấu theo đó người thanh niên với ngoại hình to lớn thường xuyên tập gym nên sở hữu cơ bắp săn chắc không biết vì lý do gì mà anh lại tìm đến lò của huấn luyện viên ở đây và ngỏ ý muốn lên sàn giao đấu Ban đầu có vẻ vị huấn luyện viên boxing sinh tỏ ra e rè, không muốn hơn thua. Nhưng thanh niên kia quá cương quyết lại sỏ găng tay sẵn sàng chiến đấu. Rơi vào tình thế buộc phải thượng đài. Huấn luyện viên boxing sinh đành chấp nhận mang găng để tiếp chiêu đối thủ. Tưởng chừng khả năng của thanh niên to cao kia rất đáng gờm nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Từ cách phòng thủ di chuyển đều để lộ quá nhiều sơ hở, do đó anh dễ dàng bị ăn đấm rất đau từ huấn luyện viên boxing. sinh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vị huấn luyện viên tung liên tiếp 6 cú đấm chuẩn xác khiến kẻ thách đấu ngã nhào xuống sàn. Quan sát tình huống có thể nhận thấy vị huấn luyện viên dường như chưa tung hết sức mạnh, nếu không hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thực tế, những cuộc thách đấu chui vẫn diễn ra thường xuyên trong giới võ thuật. Đa số kết quả bất lợi đều nghiêng về những người thách đấu bởi trình độ võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu thực tế hoàn toàn thu thiệt trận đấu ở trên là một minh chứng. Nhiều người theo dõi cũng để lại ý kiến tỏ ý mỉa mai người đàn ông không biết lượng sức. Thật ra anh huấn luyện viên của lò boxing cũng không cần thể hiện nhiều đến vậy. Chỉ cần nhìn cách di chuyển là đã thấy đủ kết quả rồi. Và rất may là người đàn ông quần đùi chưa phải ngủ tại đó. Đánh thế thì còn nhẹ rồi đấy. Và đây là bài học cho những người ngốc ngách không biết tự lượng sức mình. Đánh rất xứng đáng.